Chào tất cả các bạn. Hôm nay chuyên mục và bếp cùng Miko sẽ hướng dẫn các bạn cách làm một món ăn rất thơm ngon và đầy dinh dưỡng. Nhưng cách làm lại vô cùng đơn giản. Đó là món chè bánh lọt được bột trộn sẵn Miko hôm xưa. Cách làm như sau. Với một gói bột bánh lọt Miko hôm xưa 220g, các bạn sẽ sử dụng là 1 lít nước. Đầu tiên các bạn sẽ cho bột bánh lọt và nước vào thau, sau đó khuấy cho bột tan đều. Các bạn sẽ khuấy cho đến khi hỗn hợp bột và nước tan đều thì dừng. Tiếp theo các bạn sẽ cho phần hỗn hợp bột lên bếp và khuấy với lửa vừa đều tay khoảng từ 4 đến 5 phút. Các bạn sẽ khuấy cho đến khi bột hơi trong và sánh lại. Sau thời gian khuấy từ 4 đến 5 phút thì bột đã trong, sánh lại. Các bạn sẽ tắt bếp và tiến hành tạo hình. Tiếp theo các bạn sẽ tiến hành tạo hình cho bánh lọt. Các bạn sẽ cho bột vào trong khuôn. Với các khuôn này thì các bạn có thể mua tại các siêu thị trên thị trường. Phía bên dưới các bạn sẽ cho một thau nước đá để cho bánh khi ép xong sẽ lạnh và ngừa giòn hơn. Góp ý với các bạn một mẹo nhỏ là bánh lọt sau khi làm xong, các bạn nên ngâm trong nước đá lạnh từ 15 đến 20 phút, khi dùng sẽ ngon và giòn hơn. Tùy theo sở thích mà các bạn có thể điều chỉnh kích thước bánh lọt cho phù hợp. Nếu như các bạn không có khuôn bánh lọt chuyên dụng, chúng ta có thể sử dụng một đũa thưa để ép bánh. Bánh lọt khi ăn giòn, dai, có mùi thơm thoang thoảng của lá dứa cùng với vị ngọt của nước đường, thơm của gừng, vị béo của nước cốt dừa hòa quyện vào nhau thật hấp dẫn đúng không các bạn? Với món ăn này, các bạn có thể làm món tráng miệng sau bữa ăn hoặc món giải khát ăn vào cuối tuần cùng gia đình, bạn bè. Chỉ với một ít thời gian thì các bạn đã có một món ăn thơm ngon và đầy dinh dưỡng với gia đình mình rồi. Thật đơn giản đúng không nào? Chúc các bạn thành công với bột Miko nhé!